Kính chào quý vị và các bạn, tôi đang đứng tại sân bóng đá La Thành trên đường Hoàng Văn Thái thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hôm nay gia đình công giáo xa quê Hà Nội, những anh chị em xa quê đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà đã khai mạc giải bóng đá lần thứ 9 để bắt đầu chuẩn bị cho đại hội xa quê của mình được tổ chức hàng năm. Năm nay gia đình công giáo xa quê Hà Nội sẽ tổ chức đại hội 3 ngày vào đầu tháng 11 và giải bóng đá được khai mạc vào hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2019, nghĩa là trước hơn một tháng đại hội gia đình công giáo xa quê được tổ chức. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, giải bóng đá lần thứ 9 năm nay sẽ có 24 đội tham gia thuộc 26 cộng đoàn khác nhau đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà với hơn 10.000 anh chị em xa quê đang sinh hoạt. Ông bà và anh chị em sẽ thấy những người xa xứ xa quê từ các tỉnh thành của miền Bắc thuộc các giáo phận như là Bùi Chu, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Hóa, hay là một số các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội nhưng mà xa thành phố, nên thành phố Hà Nội làm ăn, sinh sống. Và những anh chị em này thường xuyên đến nhà thờ Thái Hà để tham dự thánh lễ, để đánh nhận các bí tích và sinh hoạt tôn giáo. Và những anh chị em này đã quy tụ với nhau thành cộng đoàn với những hình thức là cộng đoàn là giáo xứ ở quê của mình nên đây làm ăn sinh sống, hay là giới trẻ quy tụ với nhau với rất nhiều hình thức khác nhau, và hiện nay có 26 cộng đoàn với hơn 10.000 anh chị em. Nhà dòng chúng tôi, dòng Trung Thế Hà Nội, được cha bề trên cắt cử có hai cha, cha Doan Lưu Ngọc Quỳnh và cha Giuse Nguyễn Hữu Hoan phụ trách và đồng hành với anh chị em công giáo xa quê đang sinh hoạt tại Thái Hà. Ông bà và anh chị em chia sẻ với anh chị em công giáo xa quê đang sinh hoạt tại Thái Hà và cầu nguyện cho những anh chị em này. Anh chị em công giáo xa quê tại Thái Hà được thành lập hơn 10 năm trước đây vào thời của cha cố Matthew Vũ Khởi Phụng. Cha cố Matthew Vũ Khởi Phụng không gọi anh chị em xa quê là di dân mà ngài gọi là xa quê, và hiện nay cũng gọi là gia đình công giáo xa quê tại Hà Nội đang sinh hoạt tại Thái Hà. Bởi vì di dân thì có thể đi từ vùng này đến vùng kia và ở luôn, nhưng mà những anh chị em này là xa quê thôi, gia đình của anh chị em vẫn đang ở quê hương của mình và nên Hà Nội làm ăn sinh sống với rất nhiều ngành nghề khác nhau, hay là những người trẻ thì đi học hành. Giới thiệu với ông bà và anh chị em giải bóng đá này với một vài hình ảnh trong ngày khai mạc tối ngày thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2019. Và ngày mai nữa cũng sẽ có một giải bóng đá thuộc các ca đoàn của giáo xứ Thái Hà đang hát lễ tại nhà thờ Thái Hà, cũng sẽ tổ chức một giải bóng đá để bắt đầu chương trình lễ bổn mạng của các ca đoàn tại Thái Hà. Vậy là hai giải bóng đá, một giải bóng đá của gia đình công giáo xa quê Hà Nội cũng như giải của các ca đoàn đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà sẽ được khai mạc trong hai buổi tối liền kề nhau, ngày 21, ngày 22 tháng 9 năm 2019.